Bác ở trên Hà Lam phải không cơ? Vâng vâng, các bác qua uống nước. Dạ, bác vừa ra sạch quân đội à? Vâng vâng. Vâng. Từ Hà Nam chúng đây khoảng độ hơn tiếng bác nhỉ? À vậy cơ. Vâng. Dạ. Dạ vâng. Thực tế như em nói đi cây thuốc thế nào thì người ta sẽ thăm đây là hướng dẫn
tế, chứ không phải nói suông, chứ không phải là nói linh tinh. Linh tinh thì là không bao giờ giúp được người ta, phải thực tế. Ông cô này thì lúc mình không phải thực tế nhỉ? Vâng, hoàn toàn rất là thực tế. Vâng. Còn đây này em đang học chính, học chính. Và đây, đây là đế con. Cũng to, đây là béo luôn. Rất là đầy, thế là đầy ạ. Đau cái này thì đấy. Cái này là 12 ngày. Vâng. Nhiệt độ nó cao, 28 chín độ thì nó to hơn nữa rồi. Vâng. Nhiệt độ của mình đêm nó xuống tới dưới 20 độ mà. Đây là 60 thế nào? Vẫn tốt hơn một cách nào? Vâng. Sống. Vâng. Đây bác trong đây là nước chính này, đây chỉ có được tới. Đây đây bác chú. Để con này có kỹ thuật nuôi được để con. Đấy. Con này được 7 ngày. Nó cho đẹp không? Đây không? Đấy, kỹ không? Đó. Đấy, có nhìn thấy chưa? Và thực tế cho bà con thấy. Còn đây là cái gì? Con nghe cái gì? Con nghe cái tiếng của nó là con biết là con đến khỏe như nào. Tất cả người nằm lắp lại hết rồi. Dạ vâng, hoàn toàn nằm lắp hết rồi. Là sống thạch sùng rồi. Sống thạch sùng. Đây đây là kỹ thuật đấy, lấy trứng. Lấy trứng là nhiều người là hướng tới nó bắt luôn nhé. Nhiều người cứ để lên trên là không được trứng đẻ. Không triệt để. Đó. Đây đây là chỗ này đột sáng của người. Cái đấy được cái gái thì à? Vâng, lấy được cái gái hình ảnh. Em ơi, tôi đi chính của em nhìn bỏ tí gì không? Con dế nó khó, nhiệt nó quả nhiều, rất thấy nóng hơn, vâng, cảm giác nóng hơn, và cái và cái gì nó và cái phân dế này rất là nóng, và phân dế là nóng, nóng thì nhán hơn đúng không? Dạ vâng, đây là nó mòn rồi, vâng, góc đây là bác dán, vừa lấy cái đấy trên quang nhìn về, bảo làm sao dán thì họ phải xem là cái đấy của mình, ví dụ là nó nhiều quả hoặc là anh để cái này nó chặn vào cái đấy này, nó chặn qua vượt qua cái này. Và đây thì nó bò lên có gì đâu, đấy, nó bò lên có gì cả, đấy. Không có một thùng nó hai hai này, nếu mà nuôi đến đẻ mà tốt thì khoảng bao nhiêu ký? Mùa đông thì nó đạt khoảng độ 10 ký đến 12 ký, mùa đông khoảng đầy để cho nó ấm, còn mùa hè thì nó đạt khoảng độ 8 ký, và 8 ký. Mùa đông khoảng đầy là mình cứ hiểu là mùa đông đông người ở với nhau thì cái nhiệt độ nó tăng lên, đấy, ít người ở với nhau nhiệt độ nó giảm đi, đấy, mùa đông thì nó tăng lên, vâng, đây nhé anh, vâng, dưới nhiều lắm đấy, vâng, đây là đế than, vâng, đế than thì người ta ăn tốt hơn, vâng, vì con rất to, nó to nhiều, đúng. Đây là con dế vàng nó chỉ hết cỡ nó chỉ là con dế được rồi, to hơn tí rồi để ta nó có cái sừng nữa, cái màu nó là màu không được à, vâng, cái màu thấp hơn, vâng, con cái màu thấp hơn mà nó có ba me, như con này con nhảy dế đó là, và đây là màu chính của nó tuần chính là đây. Nó sẽ hao hụt nhưng mà mình phải giữ được nó, và giữ được nó, nó ví dụ là 10 bước làm này ha, thì mình phải đi từng bước một, đấy, bước một bước hai, bước bốn, tổng cộng 10. Thực sự nuôi con dế rất là dễ, đấy, các bạn nhìn này, đấy, dế to khỏe đẹp nhé, to khỏe đẹp, không một mầm gì, đây dế rồi, đấy thì mình phải bắt đầu từ dế con, bắt đầu từ dế